Is there any more that we could have done in these last days to prevent the final collapse of Vietnam? It was impossible for. Tôi không nghĩ là bất cứ tổng thống nào có thể đưa lực lượng tác chiến của Mỹ quay trở lại. Người dân Mỹ đã đưa ra quyết định này. Trong tình hình đó, tôi không bao giờ kỳ vọng là Hà Nội sẽ muốn đàm phán. Từ góc nhìn của họ, tại sao phải làm việc đó? Họ sẽ thâu tóm hết. Let me ask the question that was put to President Ford recently. Was it all a waste, all the money and the lives? Chúng ta có lẽ sẽ có được câu trả lời tốt hơn cho câu hỏi đó trong 20-30 năm tới. Nhưng tôi sẽ nói điều này với những thủ đô ngoại quốc, rằng họ vẫn phải xét tới một điều, là Mỹ đã đi nửa vòng thế giới và dốc vào đó 55.000 sinh mạng, hơn 200.000 người bị thương, cố gắng giúp một nước nhỏ duy trì nền độc lập của mình. Và họ không thể đoan chắc rằng chúng tôi sẽ không làm điều đó lần nữa nếu chúng tôi gặp phải một tình huống. Họ nên dè chừng và đừng có tính toán sai lầm trong bất cứ kết luận nào mà họ rút ra từ trải nghiệm ở Đông Nam Á.